Thế nào là một ngày làm việc hiệu quả? 33 thói quen để chuyển hóa cuộc đời bạn ngay từ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, có câu, tương lai là hiện tại kéo dài. Nếu mỗi một ngày trôi qua là một ngày làm việc hiệu quả, cứ đều đặn như vậy một cách kỷ luật và liên tục, thì một năm, hai năm, năm năm, 10 năm sau, bạn sẽ phát triển vượt bậc và có thể biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để tối ưu một ngày làm việc trở nên hiệu quả? Câu hỏi tuy đơn giản nhưng không nên xem nhẹ, bởi vì một cuộc đời thành công được cộng dồn từ nhiều ngày thành công. Một ngày thành công được cộng dồn từ nhiều khoảnh khắc hiệu quả. Trong video này, xin chia sẻ với quý vị và các bạn thế nào là một ngày làm việc hiệu quả và 33 thói quen để chuyển hóa cuộc đời bạn ngay từ ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Phần 1. Thế nào là một ngày làm việc hiệu quả? 1. Tối không nên thức khuya quá, vì thức khuya làm bạn mệt vào ngày hôm sau. 2. Sáng dậy sớm, đừng ngủ cố. Không có người làm việc hiệu quả nào mà 8 đến 9 giờ sáng mới dậy cả. 3. Trước khi ngồi vào bàn làm việc, hãy lên danh sách các công việc cần phải làm trong ngày. Cái này vô cùng quan trọng. Danh sách công việc đó được tính toán dựa trên thời gian thực tế bạn có thể làm việc và sự hiểu biết về năng lực của bản thân. 4. Vẫn với cái danh sách công việc đó, hãy chọn ra việc quan trọng và ưu tiên giải quyết vào thời điểm bạn sung sức nhất, và hãy có kế hoạch bỏ qua các đầu việc không thực sự quan trọng. Đặc biệt, hãy nhớ có cam kết trong công việc. 5. Làm việc đa nhiệm sẽ không tốt nếu bạn chưa thực sự hiểu rõ các việc mình đang làm. Vậy nên hãy học cách tập trung vào một đầu việc duy nhất, giải quyết xong thì làm tiếp việc khác. 6. Hãy nhớ dành ra 20% thời gian để giải quyết các đầu việc phát sinh. 7. Và quan trọng hơn cả, hết ngày làm việc hãy ngồi xem lại kết quả đã đạt được, tự đánh giá, theo dõi đánh giá từ đồng nghiệp để từ đó rút kinh nghiệm cho những lần sau. Không quan trọng bạn làm tốt hơn ai hay kém hơn ai, quan trọng là lần tới bạn có làm tốt hơn lần này hay không. 8. Đừng quên trò chuyện với đồng nghiệp vào những phút trước khi ra về. Teamwork luôn quan trọng, và muốn teamwork tốt, bạn cần tương tác tốt với đồng nghiệp. 9. Về nhà thì bỏ hết các chuyện không vui, cười nói vui vẻ ăn cơm tối ở bên người thân, gia đình nhé. 10. Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, bỏ điện thoại xuống và cầm sách lên. Không cần đọc hết cả quyển, mỗi ngày một chương là được rồi. Phần 2. Tiếp theo là 33 thói quen đơn giản nhưng có thể chuyển hóa cả cuộc đời bạn. Nếu gieo 33 thói quen dưới đây 5 đến 10 năm nữa, bạn không thành công cũng thành người ưu tú trong xã hội. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nhé. 1. Uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày, tùy vào từng người, hoạt động nhiều hay ít. 2. Ăn sáng thật no, ăn trưa vừa đủ, ăn tối nhẹ nhàng. 3. Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy. 4. Sống với 3 chữ N, năng lực, nhiệt tình, nhân ái. 5. Dành thời gian cuối ngày trước khi đi ngủ để nói những lời biết ơn. 6. Biết chơi một trò chơi để xả stress. 7. Mỗi tháng hãy đọc ít nhất một quyển sách, sách gì cũng được. Đọc sách nhiều khuôn mặt sẽ thanh tú hơn, rạng rỡ hơn, nói chuyện sâu sắc hơn. 8. Mỗi ngày dành 10 phút ngồi yên lặng. 9. Ngủ tối thiểu 7 tiếng một ngày. 10. Tập thể dục hoặc đi bộ 30 phút một ngày. 11. Đừng vì so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của những người khác mà khiến bản thân rệu rã, u sầu. 12. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực,
suy nghĩ tiêu cực là vì không tin vào bản thân. Không tin vào bản thân là vì biết bản thân mình chưa đủ tốt. Thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của mình. 13. Đừng làm gì quá sức, phải đặt ra một giới hạn cho bản thân. 14. Đừng coi mình quá quan trọng, coi như không ai sánh nổi. 15. Đừng phí thời gian quý báu vào những chuyện ngồi lê đôi mách. 16. Hãy biết mơ nhiều hơn ngay khi còn đang thức. 17. Ghen tị là phí thì giờ, mình đã có tất cả những gì mình cần rồi. 18. Hãy quên đi những chuyện đã qua, đừng mãi cầu nhau, khiến người khác nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ. Điều đó sẽ làm tan vỡ hạnh phúc đang có. 19. Cuộc sống quá ngắn để tốn thời gian căm ghét bất cứ ai, hãy kệ họ. 20. Hãy giảng hòa với quá khứ của mình để tránh làm hỏng cái hiện có. 21. Không ai nuôi dưỡng hạnh phúc của mình ngoài chính mình. 22. Hãy coi cuộc đời là một trường học và bạn đang ở đó để học. Những điều khó hiểu chỉ là một phần của chương trình học, chúng xuất hiện rồi biến dần giống như môn đại số. Nhưng những bài học mình thu nhận được sẽ kéo dài suốt đời. 23. Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin nhất, hãy cười thật nhiều. 24. Không buộc phải thắng trong mọi cuộc tranh cãi, hãy bằng lòng với sự bất đồng. 25. Thường xuyên gọi điện, trò chuyện với gia đình. 26. Mỗi ngày hãy làm ít nhất một việc tốt. 27. Hãy tha thứ cho mọi người về mọi chuyện. 28. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho các cụ ngoài 70 và các cháu dưới 6 tuổi. 29. Cố gắng làm được cho 3 người mỉm cười mỗi ngày. 30. Không cần biết những điều người khác nghĩ gì về mình. 31. Công việc không chăm sóc được khi mình đau ốm, bạn mình mới làm được, hãy luôn liên lạc với nhau. 32. Hãy luôn làm những chuyện đúng đắn. 33. Đừng cố gắng kiểm soát mọi việc xảy ra xung quanh mình, hãy học cách thay đổi bản thân để thích ứng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ Thế nào là một ngày làm việc hiệu quả, 33 thói quen để chuyển hóa cuộc đời bạn ngay từ ngày hôm nay. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý, nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.